Vì thánh đế đạo thanh tịnh ấy, cùng với bốn tịnh lự thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn tịnh lự thanh tịnh, nên bốn vô lượng thanh tịnh. Vì bốn vô lượng thanh tịnh, nên bốn tịnh lự thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn tịnh lự thanh tịnh ấy, cùng với bốn vô lượng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn vô lượng thanh tịnh, nên bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì bốn định vô sắc thanh tịnh, nên bốn vô lượng thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn vô lượng thanh tịnh ấy, cùng với bốn định vô sắc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn định vô sắc thanh tịnh, nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì tám giải thoát thanh tịnh, nên bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn định vô sắc thanh tịnh ấy, cùng với tám giải thoát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám giải thoát thanh tịnh, nên tám thắng xứ thanh tịnh. Vì tám thắng xứ thanh tịnh, nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát thanh tịnh ấy, cùng với tám thắng xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám thắng xứ thanh tịnh, nên chín định thứ đệ thanh tịnh. Vì chín định thứ đệ thanh tịnh, nên tám thắng xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì tám thắng xứ thanh tịnh ấy, cùng với chín định thứ đệ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chín định thứ đệ thanh tịnh, nên mười biến xứ thanh tịnh. Vì mười biến xứ thanh tịnh, nên chín định thứ đệ thanh tịnh. Vì sao? Vì chín định thứ đệ thanh tịnh ấy, cùng với mười biến xứ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười biến xứ thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh, nên mười biến xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì mười biến xứ thanh tịnh ấy, cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh, nên bốn chánh đoạn thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ thanh tịnh ấy, cùng với bốn chánh đoạn thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn chánh đoạn thanh tịnh, nên bốn thần túc thanh tịnh. Vì bốn thần túc thanh tịnh, nên bốn chánh đoạn thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn thanh tịnh ấy, cùng với bốn thần túc thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bốn thần túc thanh tịnh, nên năm căn thanh tịnh. Vì năm căn thanh tịnh, nên bốn thần túc thanh tịnh. Vì sao? Vì bốn thần túc thanh tịnh ấy, cùng với năm căn thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm căn thanh tịnh, nên năm lực thanh tịnh. Vì năm lực thanh tịnh, nên năm căn thanh tịnh. Vì sao? Vì năm căn thanh tịnh ấy, cùng với năm lực thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lực thanh tịnh, nên bảy chi đẳng giác thanh tịnh. Vì bảy chi đẳng giác thanh tịnh, nên năm lực thanh tịnh. Vì sao? Vì năm lực thanh tịnh ấy, cùng với bảy chi đẳng giác thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bảy chi đẳng giác thanh tịnh, nên tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên bảy chi đẳng giác thanh tịnh. Vì sao? Vì bảy chi đẳng giác thanh tịnh ấy, cùng với tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì sao? Vì tám chi thánh đạo thanh tịnh ấy, cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh ấy, cùng với pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng thanh tịnh ấy, cùng với pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh, nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô nguyện thanh tịnh ấy, cùng với mười địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh ấy, cùng với năm loại mắt thanh tịnh,
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên 10 lực Phật thanh tịnh, vì 10 lực Phật thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sao? Vì sáu phép thần thông thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 lực Phật thanh tịnh nên 4 điều không sợ thanh tịnh, vì 4 điều không sợ thanh tịnh nên 10 lực Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì 10 lực Phật thanh tịnh ấy cùng với 4 điều không sợ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 4 điều không sợ thanh tịnh nên 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh. Vì 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên 4 điều không sợ thanh tịnh. Vì sao? Vì 4 điều không sợ thanh tịnh ấy cùng với 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh nên đại từ thanh tịnh. Vì đại từ thanh tịnh nên 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh. Vì sao? Vì 4 sự hiểu biết thông suốt thanh tịnh ấy cùng với đại từ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại từ thanh tịnh nên đại bi thanh tịnh, vì đại bi thanh tịnh nên đại từ thanh tịnh. Vì sao? Vì đại từ thanh tịnh ấy cùng với đại bi thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại bi thanh tịnh nên đại hỷ thanh tịnh, vì đại hỷ thanh tịnh nên đại bi thanh tịnh. Vì sao? Vì đại bi thanh tịnh ấy cùng với đại hỷ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại hỷ thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh, vì đại xả thanh tịnh nên đại hỷ thanh tịnh. Vì sao? Vì đại hỷ thanh tịnh ấy cùng với đại xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì đại xả thanh tịnh nên 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh. Vì sao? Vì đại xả thanh tịnh ấy cùng với 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì sao? Vì 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh, vì trí nhất thiết thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, vì trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết thanh tịnh ấy cùng với trí đạo tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng thanh tịnh ấy cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh ấy cùng với tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên giữ lưu quả thanh tịnh, vì giữ lưu quả thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh ấy cùng với dự lưu quả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì dự lưu quả thanh tịnh nên nhất lai quả thanh tịnh, vì nhất lai quả thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh. Vì sao? Vì dự lưu quả thanh tịnh ấy cùng với nhất lai quả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì nhất lai quả thanh tịnh nên bất hoàn quả thanh tịnh,
Vì bất hoàn quả thanh tịnh nên nhất lai quả thanh tịnh. Vì sao? Vì nhất lai quả thanh tịnh ấy cùng với bất hoàn quả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì bất hoàn quả thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì A-la-hán quả thanh tịnh nên bất hoàn quả thanh tịnh. Vì sao? Vì bất hoàn quả thanh tịnh ấy cùng với A-la-hán quả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì A-la-hán quả thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì quả vị độc giác thanh tịnh nên A-la-hán quả thanh tịnh. Vì sao? Vì A-la-hán quả thanh tịnh ấy cùng với quả vị độc giác thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì quả vị độc giác thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị độc giác thanh tịnh ấy cùng với tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh ấy cùng với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 204.